cứ díu díu đầu cần. Ui, đây rồi. Đây rồi. Ui. Một em các bác ơi. Một nhóc. Ui ui. Ui. Xin chào các bác và chào mừng các bác đã quay trở lại với Pao Food. Thì phục thù ngày hôm qua thì câu cá trạch không có được, thì hôm nay em có một cái bãi câu mới cực kỳ đẹp luôn. Xin mời các bác hãy đi cùng em, chúng ta cùng nhau săn tìm các loài động vật quý hiếm ở hồ Thác Bà các bác nhá. Nhân sâm nước, đó là gì? Let's go các bác ơi. Đây, đồ nghề hôm nay em mang đi chỉ có hai cần câu thôi, một ống run, một bao thuốc lá. Và đây là một cái bãi câu siêu đẹp các bác này. Đây là một cái bến đá của nhà máy xi măng các bác. Đó, đó, một vòng các bác nhá. Đấy, đây là cái bến thuyền. Thuyền nó sẽ đỗ ở những cái âu như vậy. Sau đó là sẽ mấy cẩu xuống để cẩu đá lên. Thì hôm nay thì chưa có thuyền về nên rằng là cái bãi này nó rất là thoáng. Em sẽ ngồi để em câu ở đây các bác nhá. Chỗ này sâu lắm. Đó, ở cái cây cọc kia chính là cái nơi mà người ta buộc thuyền vào đó đấy. Khu vực này khá sâu, khoảng tầm 3 mét nước. Thì câu khu vực này là rất lý tưởng. Thì hôm nay em sẽ phục thù ngày hôm qua để sẽ có một clip thật sự hay phục vụ nhu cầu giải trí của các bác nha. Rồi ok các bác ạ, em vừa mắc mồi trong hai cần, cần này với cần này. Và em không quên có một cục phao, em mắc cái lưỡi không rồi đó, em ném xuống tăng cái xác suất câu cá. Thì với những anh em mà hay câu cá trạch ấy các bác, trạch lấu hay trạch gai đấy, thì là những cái địa điểm mà có những cành đá hay là có những nhiều đá như vậy ấy, thì là rất là thuận lợi. Bởi vì là cá hay tập trung ở trong những cái hang đá như vậy. Nên rằng là anh em mà câu thì chắc chắn đây là một địa điểm rất là đẹp để anh em lựa chọn khi mà câu chuyên ngoại đấy thôi. Còn đâu như hồ Thác Bà cho em ấy các bác, những cái đầu mom kìa hay là những cái hủm đó, thì là ở đấy câu rô phi rất nhiều nhé, mà không có rô phi to đâu, toàn bằng 3 ngón tay thôi. Và muốn có rô phi to thì mình phải ỏi rất mất nhiều thời gian. Đó, lấy cái loại phân lợn ấy. Trên này ỏi cám không được đâu, em ỏi rất nhiều cám rồi không được. Ui cần này cắn đấy các bác này. Cần này thì rung rung đầu cần này. Ấy, các bác nhìn thấy chưa? Ấy, rung rung đầu cần đấy. Đó, em soi coi cho kỹ các bác này. Đang rung rung đầu cần, đang díu díu các bác ạ, đang díu díu đầu cần.
Ui, cần này cũng cắn luôn. Ý, cần này díu giật tung tóe luôn này. Sợ quá. Ở đây bọn em câu chớp nhoáng thôi, bởi vì là tí nữa tàu nó về bất cứ lúc nào không biết trước được, nên rằng là câu được lúc nào hay lúc đấy thôi. Hy vọng là sẽ bắt được một vài con ở đây, sau đầu là chuyển chỗ khác cũng được các bạn. Cần ngoài đang thấy căng cứng, bùi cần này đang cắn ác này. Đến khi nào mà nó có tăm lên thì gần như là chắc chắn có cá các bạn. Khi nào mà tăm chắc chắn là cá cắn. Cần này cái mạnh luôn đấy. Để em thử nhấc cần này lên xem nhé. Cái cần này đang bị mắc các bác ơi. Cần này đang bị mắc. Em cứ để đấy thôi, tí nữa mà nó díu díu đồ cần nữa thế thì lặn sau. Chứ có dần lặn thì sợ động. Bây giờ chờ đợi thôi các bác nhá. Chờ đợi hai cần kia thôi, cái bãi đẹp như thế này mà trong xanh vô cùng luôn. Cần to này mắc nặng quá các bác ạ. Chắc em phải lặn em mò xuống đây. Không có, thứ nhất là hết mồi, thứ hai là mình không biết có cá hay không. Bảo tại sao giật mạnh thế. Ui, ra là một em rô phi các bạn ạ. Ui dồi ôi. Ui tưởng trạch cơ, hóa ra là em rô phi thôi. Nó cứ giật giật đùng đùng rồi đấy, sợ quá. Ôi, rô phi cũng bắt nhỉ. To mềm bé bùi, cho vào sọ hết. Một em đầu tiên nhá. Đấy, vào song đấy, dãy đi. Dãy làm thao được nữa. Dính rồi, thì em thao được. Đấy, câu trên em như thế các bạn. Câu trên này là như thế đấy. Tức là nó được cá thì thường hay mắc đá mà phải lặn. Nhưng mà thường thường đây chỉ có cá chạch thôi. Thế nào mà lại sót con rô phi đây đều thế nhỉ? Quá đều luôn đấy. Ôi, em mắc mồi với câu tiếp các bác nhá. Đấy, nếu các bác phải mất tiền ở dưới kia để được đi massage chân bằng cá thì ở trên chỗ em này miễn phí, 100% miễn phí, thậm chí mình còn được thêm tiền, được quà mang về. Các bác nhìn thấy cá con nhiều không? Toàn cá bống á, cá bống con này này. Đó, nó cứ bâu xung quanh ở khu những cái tảng đá này luôn. Thả chân ra một lúc là cá nó bâu vào. Nhưng mà khuyến cáo là những bác nào mà có mùi về chân nhá, thả xuống một cái là nó ngửa, cá nó chết nó ngửa bụng á. như chân bình thường ấy, anh thả xuống cái thì cá nó xuống nó rỉa chân ấy, nó massage chân ấy, thích lắm, buồn buồn vui vui đấy. Còn bác nào mà chân có mùi thì
giải quyết ngay, không có thả chân xuống đây là cá nó nhảy lên bờ, hoặc là cá nó lăn đùng nó ngã ngửa nó chết. Các bác thấy màu trời đẹp không? Đang cái màu tranh tối tranh sáng ấy. Bây giờ tầm 7 giờ kém này. Phía đó là cái phía mà mặt trời lặn. Toàn bộ màu trời là màu đỏ rực hết. Có cái đám mây xa 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 đẹp dã man. Em định quay một cái video time lapse mà cái mây nó không có chạy. Đúng màu trời thôn quê này các bác nhỉ. Và nhiều khi mà bận rộn với cả thành phố, cơm áo gạo tiền chỉ muốn về quê mà nhìn thấy hình ảnh bình dị như này, nhìn thấy hình ảnh con trâu ngoài đồng, nhìn thấy hình ảnh hoàng hôn nó đang đang nhá nhem trời tối mà một màu trời nó bắt đầu rực như vậy, nhìn đẹp, thực sự đẹp. Đây các bác, cần này nó dần dần từ từ nguyễn rồi, cứ díu díu đầu cần. Ui đẹp. Đây rồi. Ui. Một em các bác ơi. Một nhóc. Ui ui. 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 Các bác thấy gì đấy chưa bác ơi? Ui. Đây đây em bỏ đi các bác xem. Ui. Bảo sao em cứ thấy giật giật từ bây giờ mắc mắc, em nhấc cái mắc mắc thì em không gỡ. Bây giờ được luôn này các bác ơi, nhìn này. Ui, các bác xem ơi. Ba ngón tay nhá, ba ngón tay các bác phải xem con này được mấy lạng, em đoán con này ít nhất phải được 3 lạng. Ui, về chưa các bác? Thế là ngày hôm nay đi câu không thất bại thôi, mất công anh ngồi từ trưa phơi nắng đến bây giờ đấy. Ui, sướng sướng đã đời không? Ui, đem gỡ nó các bác nhá, con này nuốt sâu lắm rồi. Ui con này nuốt cái vào tận bụng mất rồi. Để xem cái miệng nó đây nào. Nuốt vẫn ở đâu rồi. Ui ui mày. Ui thôi nuốt vào tận bụng rồi. Con này phải cắt lưỡi rồi. Cắt lưỡi thành lưỡi khác thôi. Ui con này to thế. Lâu lắm mới được cơm trạch to này đấy. À ui. Đem ngựa đã các ạ. Ui ui. Phê. Này sướng như này. Về các bác ơi. Ui, con này ra tiền đây. Con này cắt lưỡi các bạn, cắt lưỡi. Ui. Đó, cho vào túi. Để đây. Cái hòn đá lên vui mất đấy. Rồi mắc thêm một lưỡi khác các bạn. Mắc thêm một lưỡi khác. Cái túi lưỡi để đây. Mày thế hai hôm đi câu hôm nào cũng không móm. Ngồi từ trưa đấy các bác ơi. Ngồi từ lúc trưa nắng chang chang ấy. Nắng kinh khủng. Ngồi từ đó đến bây giờ. Hôm nay em thử câu từ giờ đến tối xem được bao nhiêu các bác nhá. Câu từ giờ đến tối xem được thêm mấy em nào nữa không. Em không biết mắc lưỡi câu đâu, em mắc lung tùm lum tài lao, em cứ mắc cái cho nó dính dính vào đây thôi chứ không. Các bác ở dưới xuôi chắc là mắc chuyên nghiệp hơn em. Em mắc cái này cho nó dính vào đây thôi. Ui ui lâu lắm mới được cá to thế. Đã hay không à? Bây giờ vẫn chưa chết phê. Ui. Con này mà về nhà hôm qua nhà em có mỗi một con đấy thôi, với cả mấy con rô phi mà em om giềng giềng chuối ấy, giềng chuối đậu ấy, ăn ngon dã man, thịt nó chắc, nó chắc nó
Ui, nó ngọt, ăn phê. Ây, ôi lại lém ra quả này câu các bác nhá. Tôi đi về các bác ạ. Cái tàu đá kia người ta nó về hai thuyền rồi, bây giờ người ta chuẩn bị bốc đá. Ồn lắm, không câu được. Mà tối lắm rồi. Trời nó đang sấm sấm chớp. Không biết đêm nay có mưa không? Đêm nay mà có mưa thì hy vọng sẽ có một clip bắt ếch cho các bác xem nhá. Ông Jun còn đầy này này, thôi đổ đi nhá. Đổ đi rồi. Không câu nữa. Ok rồi. Ui, chết giờ. Cái túi của em nó thủng này. Thủng một lỗ này thì cá trạch nó... Không biết là cá trạch còn không ấy. Sợ nó phi qua cái lỗ này nó chui mất. Ui, vẫn còn. Vẫn còn các bác. Rồi, cho các bác xem thành quả nhá. Đây. Đây, thành quả của chúng ta đây. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 con rô phi. 5 con rô phi với cả một con trạch to đùng cách mạng. Để em cho hẳn lên trên bờ cao cao này, em sợ cho bác xem. Đấy, lên hẳn trên bờ này, con nó chạy mất. Đây. Ui, to lắm. Ý, to này cơ mà. Các bạn thấy kinh không? Người nó to đùng rồi. Cái lưỡi câu nó mắc ở trong tận trong bụng rồi. Con này nuốt tận trong bụng rồi. Đấy. Đây à. Bị ai đâu quá. Đấy các bác đo xem được bao nhiêu. Đó, 3 ngón tay, đúng 3 ngón tay luôn này. Đấy nhìn này, đúng 3 ngón tay luôn nhá. Đấy thì các bác xem là các bác tự ước chừng xem là con này nó to tầm nào. Chứ cầm lên máy ảnh nhìn nó bé bé lắm. Mà thực tế nhìn ngoài nó mới kinh khủng. Đây. 1 gang. Gần 2 gang các bạn, gần 2 gang. Đấy, con này rơi vào khoảng tầm hơn 30 cm. Đấy, hơn 30 cm. Đấy, kinh khủng không? Ok, bây giờ em thu cần đi về đây các bác nhá. Thu cần đi về thôi. Đó, cần em để góc đó đấy. Có cái đèn pin em để đó. Bây giờ thu cần đi về đó. Không câu nữa. Tối rồi, tối lắm rồi. Xin chào các bác, cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ PowFood. Hy vọng rằng clip này sẽ cho các bác một trải nghiệm mới tại vùng đất quê em các bác nhé.